Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt khi một đợt không khí lạnh cuối mùa tràn xuống nước ta. Phía Đông Bắc Bộ là nơi chịu tác động trước tiên. Vùng núi Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn xuống đến khu vực ven biển Quảng Ninh sẽ có mưa rông rải rác. Trong mưa rông cần đề phòng với lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thì cũng sẽ giảm từ 3 đến 4 độ so với ngày hôm nay. Cao nhất ở thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng sang đến Hà Giang sẽ không vượt quá 29 độ, trời chuyển dịu mát. Bên phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ xuống từ 29 đến 33 độ, không còn nơi nào nắng nóng nữa. Xuống miền Trung, nắng nóng ngày mai cũng sẽ dịu dần. Vùng nắng nóng thu hẹp về khu vực từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất các thành phố Đồng Hới, Đông Hà, Huế và Quảng Ngãi trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Các nơi khác như tại Thanh Hóa, Vinh, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết trong khoảng từ 29 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày mai lưu ý sẽ vẫn có mưa trái mùa cục bộ về chiều tối. Còn ban ngày thì trời vẫn nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Quý vị sẽ cảm thấy nóng vào buổi trưa. Xuống Nam Bộ, mưa trái mùa đã giảm rõ rệt. Dự báo ngày mai trời nắng nóng trên diện rộng. Nhiều nơi trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Riêng tại Biên Hòa lên tới 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ từ chiều mai, gió chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió Đông Nam đến Nam là cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Còn với quanh huyện đảo Trường Sa, trời sẽ có nắng, gió nhẹ và biển êm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.